Giang nha các bác nhá. Đấy, các bác đang xem này này. 2 4 5 con Bắc Giang này. Đây. 10 em nhá, 10 em chân dài. Rồi, ok. Về Bắc Giang nhá. Đấy. Về Hòa Bình nhá. Chợ bến Hòa Bình. Báo cáo các bác là những lứa đà điểu của tháng 7 năm 2020 đông như quân nguyên luôn. Đây là giai đoạn 1 các bác nhé, giai đoạn 1 luôn. Các bác có thể đến tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để tham quan mô hình trang trại và đặt mua con giống. Số điện thoại của đồng chí Thao là 033 5305 982 0989 177 982 và số của bà xã hỗ trợ bán hàng là 037 589 74 87. Đấy. Các bác thấy là rất đẹp, rất nhiều. Cực kỳ nhiều con giống của tháng 7 năm 2020 các bạn nhé. Thời điểm mình đang quay đây là lúc 2 giờ chiều ngày mùng 3 tháng 7 năm 2020. Kính thưa các bác, là trên cái tinh thần là làm một cái kênh rất là đàng hoàng về con giống đà điểu thì các bác có thể thấy là đồng chí Thao đã đăng những cái video là với những các nhóm khách hàng ở trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ Phú Quốc đến khu vực Cà Mau, miền Tây và đến khu vực bến xe miền Đông và các khu vực Bình Thuận, Quảng Nam. Đấy. Rồi đến khu vực miền Trung là Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế. Rồi đặc biệt là các bạn khu vực phía Bắc thì là rất là gần gũi với đồng chí Thao tại Ba Vì rồi, huyện Ba Vì rồi. Thì một trong những cái điều là bên mình chuyên sâu về con giống và tất cả những con giống này sau khi chuyển cho các bạn là đã được xử lý quy trình vaccine ở Lasota. Và khi mà các bạn nuôi đến giai đoạn 15kg thì các bạn sẽ tiêm vào phần dưới da ở phần cổ 2cc Newcastle. Đó. Thì báo cáo các bác là như vậy. Về cái quy trình để các bạn đặt mua hàng thì các bạn có thể là gọi điện trực tiếp. Đó, là cái cách nhanh nhất và tư vấn dễ nhất. Nhiều khi các bạn chỉ nhắn tin là đà điểu bao nhiêu, tôi cũng không biết là bạn mua đà điểu bao nhiêu ngày tuổi, mua bao nhiêu con, bạn ở đâu. Đó. Rồi rất nhiều những cái vấn đề cần phải thương lượng, tư vấn. Thật ra các bạn khi mua hàng các bạn cố gắng nên gọi điện trực tiếp, nó chỉ đáng mất 1-2 phút nhưng mà chúng ta giữa người bán và người mua nó sẽ có cái sự trao đổi rõ ràng, chặt chẽ. Đấy. Đấy. Nhiều khi các bạn mua con chim, mua con đà điểu, mua con chuột, các bạn làm việc với đồng chí Thao thì các bạn thông cảm là các bạn phải gọi điện trực tiếp. Gọi lúc nọ không được thì gọi lúc kia, thì hoặc là nhắn tin thì mình sẽ có những cái thông tin mình sẽ gọi lại để mình tư vấn. Đấy, cái địa chỉ thì em ngay ở cổng trạm nghiên cứu đà điểu Thụy Phương, trực thuộc là địa giới hành chính là thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đấy. Hỏi thăm nhà đồng chí Thao, trang trại chim cu gáy và trang trại con giống đà điểu. Đấy. Thì các bạn đến cổng trại thì gần như là có một cái ngõ ngay sát cổng trại, cách nhau khoảng 40m, cổng chính của trại đà điểu. Đi lệch lên lệch xuống là nó sẽ, nếu mà đi từ trong trại đi ra là sẽ có bên tay phải, đi xuôi về bên tay phải 40m có cái ngõ đi vào. Và sang năm 2021 thì mình sẽ gây dựng một cái cơ sở
là mặt đường chính ngay đối diện cổng trại đà điểu luôn. Đó. Thì quý vị các bạn đang thấy là những chú đà điểu chúng ta là khá là đẹp và khá là nhiều. Đấy. Mong quý vị các bạn là đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những cái thông tin chính thống của đồng chí Thao. Tên em đầy đủ là Vũ Văn Thao nha các bạn nhé. Đấy, Vũ Văn Thao. Đấy. Các bạn có thể đăng ký kênh để mua những chú chim cu gáy và để mua những chú đà điểu như thế này, hoặc là các bạn có thể mua những chú chuột lang. Tới đây thì đồng chí Thao sẽ phát triển trên tinh thần là con đà điểu và con chim cu gáy, con chuột là chính, và cũng muốn kết hợp với tất cả quý vị các bạn có những cây giống, những con giống nào mà quý hiếm độc lạ. Đấy, thì các bạn có thể là làm cộng tác viên để chúng ta cùng nhau đưa đẩy những cái giống tốt đến tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Chúng ta giao lưu với nhau về giống, về văn hóa. Đấy, các bác thấy không? Con giống thì theo được như cái hợp đồng thì hàng năm thì mình cung cấp ra rất là nhiều nghìn con giống. Kênh của mình thì bán đi rất là xa, gần như những chú đà điểu của mình đã đặt chân thì gần như là không có một khu vực nào trên mọi miền Tổ quốc cả. Đấy, các bạn yên tâm là như vậy. Thì đây là những chú đà điểu giống. Các bạn thấy chưa? Đấy. Em thay nước bên này đi này, nước nó nghe có vẻ nó. Đây là cái khu vực úm giai đoạn 1. Khi ban đêm thì có thể là thắp bóng sáng hoặc là thắp bóng tăng nhiệt lên. Quý vị các bạn thân mến, đây rất là nhiều con giống. Đây là những bữa ăn rau của chúng. Ở khu vực này đây là đang nuôi giữ một cái ô là 300 con. Đấy. Các bạn thấy là khá là đông. Sau khi hết giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ cho sang giai đoạn 2. Hết giai đoạn 1 chúng ta cho sang giai đoạn 2. Rất là bổ mắt đúng không? Rất là bổ mắt khi chúng ta kết nối đến cái kênh con giống đà điểu. Các bạn khi mà các bạn đã mua giống của bên mình thì các bạn cố gắng về các bạn thả ra. Các bạn sẽ kết nối Zalo và các bạn quay trực tiếp video để cho mình nhìn thấy cái chuồng trại của các bạn được thiết kế như nào, cái máng ăn như thế nào, khuôn viên chuồng trại bãi chơi như thế nào. Thì mình sẽ tư vấn cho các bạn, tránh những trường hợp là các bạn bỏ giống ra, vốn giống ra mà các bạn nuôi nó không đến nơi đến chốn và thất thoát thiệt hại kinh tế. Mình không hề mong muốn mà không về vui vẻ thế nào khi mà chúng ta làm kinh tế chúng ta bị thất bại. Các bạn thấy chưa?
một cái lượng giống rất là đáng để chúng ta phục vụ. Và sau đây mình sẽ review ở cái khu giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì rất là nhiều. Chúng cứng cáp hơn. Cứng cáp hơn. Đây là giai đoạn 2 các bạn nhé. Thì chúng yêu cầu cái mật độ thoáng hơn. Đấy, to hơn. Bởi vì chúng đã ỉa nhiều phân đen rồi. Đấy, quý vị các bạn thân mến nhé. Đây là giai đoạn 2. Đấy, các bạn thấy không? Bắt đầu chúng ra đất, ra cát. Chúng cần cái độ thoáng. Các bạn nên nghiên cứu và xem những cái khoảnh khắc của đồng chí Thao. Mình kênh bán lẻ về con giống đà điểu. Có thể nói là doanh số đạt rất là lớn. Đấy, nếu mà về bán lẻ, bởi vì mình đã kết nối và đã gửi đi tận Trà Vinh, Cà Mau, Đồng Tháp, rồi Củ Chi, rồi Dị An, rồi Cầu Vượt Sóng Thần, rồi Kiên Giang, rồi Thủ Đức, nhiều lắm. Mình ở ngoài Bắc thôi, nhưng mà nói đến các địa danh ở trong khu vực đó là mình rất là thuộc, bởi vì là khách hàng của mình ở đó. Thì một trong những cái điều táo bạo của mình là mình đã xây dựng được một cái hệ thống nhà xe, một cái hệ thống con người đã cho ăn cho uống ở trên đường, đã có trách nhiệm gắn liền với đồng tiền. Đấy, thì đã đưa đẩy được cái con giống đến những cái các bạn, các bác nông dân ở những cái miền xa. Đó là một cái thành công, cũng là một cái vinh dự, cũng là một cái điều tự hào các bạn nhé. Đấy, bởi vì chúng ta ở, nếu như tôi ở miền Bắc thì mà tôi mua được một cái sản phẩm đặc sản gì ở trong khu vực miền Tây thì đấy là cũng phải là nhờ một cái vị đại diện ở trong khu vực miền Tây nào đấy rất là nhiệt huyết thì tôi mới có thể là mua được, chứ không phải là chuyện dỡ chuyện dễ dàng. Đấy, thì báo cáo với các bác là như vậy. Đấy, em đang quay trực tiếp hôm nay, đây là tháng 7 năm 2020, và con giống của em thì thường được bán vào từ Tết. Đấy, có nghĩa là từ tháng 1, tháng 2, tháng 1 âm lịch cho đến tháng 9, tháng 10 âm lịch. Đấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 8 tháng mà chúng ta duy trì con giống, và rộ nhất vào từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Đấy là giai đoạn đấy là dễ nuôi và cũng là đẹp giống, thời tiết cũng nắng ấm, cũng em sẽ chụp những cái bức ảnh này để các bạn thấy là nó không hề Photoshop một tí nào cả. Các bạn thấy là nó nhiều đến mức độ là chúng ta tưởng tượng là vui mắt. Đấy, thì kênh Chim Cu Gáy Hay là cái tên kênh. Ngày xưa mình đam mê chim cu gáy, gây dựng trang trại chim cu gáy. Nhưng sau là nhu cầu phát triển kinh tế, buôn bán thị trường và vươn lên trong cuộc sống thì mình đã tiếp tục nhận thấy là con đà điểu là một cái con nó mới mẻ đối với Việt Nam. Và đặc biệt là cũng mới mẻ với Ba Vì. Thế nên là chính là mình sinh ra là người con của Ba Vì, mình muốn đưa đẩy cái hình ảnh của Ba Vì lên trên cái top Google, trên top YouTube, để cho một phần là giới thiệu cái con giống này. Đấy, quảng bá cái con giống này, đưa cái con giống này đến với các bác ở những vùng miền xa hơn. Đấy, các bác nhé. Thì các bác có thể đăng ký kênh. Bởi vì trên kênh của mình nó sẽ có những cái tất cả những cái chủ đề mà bạn nào khi mà mới tinh chưa bao giờ hình dung ra thì các bạn đã thấy được những giải đáp được tất cả những cái chủ đề về cách nuôi, chuồng trại, phòng bệnh, những rủi ro, tai nạn, tất cả những cái vấn đề về cái chủ đề con đà điểu này. Có lẽ là mình xin dừng video tại đây. Video này mình sẽ nói sơ bộ như thế thôi. Còn các bạn vào kênh Chim Cu Gáy Hay, các bạn tìm kiếm theo những cái cụm từ mong muốn và danh sách những video phát về đà điểu thì các bạn có thể thấy ngay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công trong chăn nuôi, thành công trong cuộc sống.